Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban nhân dân thành phố thì tính đến hết tháng 1 năm 2023 đã có hơn 58.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Số tiền nợ bảo hiểm xã hội mà hơn 58.000 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh nợ lên tới hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó có hơn 33 tỷ đồng là khoản nợ dưới một tháng và gần 582 tỷ đồng là nợ khó thu. Số tiền nợ còn lại gần 3.956 tỷ đồng. Hiện Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đang kiến nghị điều chỉnh các hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính theo từng hành vi trốn đóng, chậm đóng trong các nghị định liên quan cho phù hợp với tội danh trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tại điều 216 Bộ luật hình sự, đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, công an, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan ban ngành tham gia vào đoàn thanh tra kiểm tra trong công tác thu hồi nợ nhằm ngăn chặn những trường hợp lạm dụng để trốn đóng, chậm đóng hoặc trục lợi từ quỹ bảo hiểm xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tính đến hết ngày 20 tháng 2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 74 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ gần 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn quốc cũng đã có hơn 12.200 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đạt 96%, với gần 11,8 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công nghiệp phụ trợ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, là động lực trực tiếp để tạo ra giá trị gia tăng và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa quốc gia. Vì vậy, việc đào tạo bổ sung nhân lực cho ngành công nghiệp phụ trợ là yêu cầu tất yếu. Đây là một trung tâm công nghệ cao CNC đào tạo các kỹ thuật viên nghề cơ khí công nghệ cao. Hiện nay, số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo được kỹ thuật viên công nghệ cắt CNC trong công nghiệp phụ trợ còn ít. Vì thế, số lượng đào tạo tại đây mới chỉ đáp ứng được rất ít so với nhu cầu của thị trường. Các nước phát triển thì cái hệ thống nhân lực phục vụ cho các cái doanh nghiệp của công nghiệp phụ trợ rất là cần. Một quốc gia phát triển nếu công nghiệp phụ trợ mà không phát triển thì rất là khó. Khi Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, thì nhu cầu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ càng lớn, trong khi lĩnh vực này của Việt Nam còn yếu và thiếu. Trong nhiều năm qua, nhiều chính sách được ban hành nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Không ít doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định được uy tín và chất lượng sản phẩm đối với bạn hàng trong và ngoài nước. Để phát triển Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất của ASEAN trên cơ sở mối quan hệ hợp tác và hội nhập, theo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, việc cấp thiết hiện nay là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với cái chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam từ nay đến 2030, thì Việt Nam chúng ta sẽ cơ bản là trở thành một nước có nền công nghiệp hiện đại. Thì rõ ràng đã là một nước quốc gia có nền công nghiệp hiện đại, thì công nghiệp phụ trợ hiện đại chắc chắn là một xu hướng tất yếu để chúng ta tập trung đầu tư, cung cấp nhân lực cho nền kinh tế. Hiện giờ thì chúng ta biết là hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều có chiến lược phát triển của mình. Và trong đó thì đều có cái giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng của nhân lực. Các cái lĩnh vực trọng tâm, kinh tế trọng tâm, từ nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, logistics, vân vân. Trong những năm qua, các trường đại học cao đẳng của Việt Nam cũng chưa thực sự linh hoạt trong đào tạo nhân lực ngành công nghiệp phụ trợ, nhưng đang dần được cải thiện và có những đổi mới. Tương lai gần, chúng ta sẽ bắt kịp yêu cầu và xu hướng thế giới trong đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ và đáp ứng yêu cầu nhân lực toàn cầu.